Cô xin chào các bạn. Y1 và Y2 đã trở lại với chương trình học thực hành mô phôi với cô Thương nè. Ngày hôm nay cô sẽ làm cho các bạn một cái clip về đề thi thử dành riêng cho sinh viên võ trường toán nhé. Vì là cái đề này là các bạn đã thi rồi đó. Cô có hỏi thăm lại các bạn là nhà trường đã cho các bạn thi những cái gì ở trong bộ đề cô đã gửi lên phòng khảo thí. Thì các bạn có nhắn cho cô là thi những tế bào này, cơ quan này, cấu trúc này. Thì hôm nay cô sẽ chụp lại và cô làm cái đề gửi cho các bạn thi thử xem như thế nào nhé. Tuy nhiên đôi khi cái kính nó hơi bị mờ, các bạn chịu khó xem giùm cô. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Đáp án khí quản. Đáp án tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Đáp án tế bào lympho. Đáp án ống phế nang. Đáp án dây nàng. Đáp án ống lượng gần. Đáp án tế bào hình khối vuông. Đáp án lớp trung gian. Đáp án tinh hoàng. Đáp án lớp áo ngoài của tĩnh mạch. Như vậy thì cái đề thi mình đã xong á. Thực ra thì cô cho cái cấu trúc rất là lớn không à, không có gì khó hết phải không các bạn? Có điều kính thì nó hơi mờ, cho nên một số bạn nói với cô là cũng thi được 10 câu, có một số bạn nói em cũng thi được 8 câu, 7 câu. Tuy nhiên cũng có bạn nói em mờ quá, mắt em nhìn không có được rõ, cô ơi thì cũng hơi buồn. Vì thì các bạn chịu khó nha, chạy vòng vòng trong quá trình học, mình chạy vòng vòng, mình coi nhiều lần thì sẽ nhớ. Chúc các bạn học tốt và thi tốt nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.